Em Nghĩa Nghệ An xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với video tiếp theo từ kênh Nhà Sàn Rẻ Đẹp. Hình cho các bác thì nhiều bác thì thích nhà gỗ, còn có một số bác thì thích nhà sàn. Thì thôi thì em đi gặp cái nào thì em quay cái đấy. Hôm nay giới thiệu với các bác một siêu phẩm. Siêu phẩm này là một ngôi nhà sàn 5 gian gỗ trai các bác nha. Gỗ trai. Đây, gỗ trai 5 gian và có một cái lồi ra như thế này. Một dàn lồi lệch một bên. Đó. Cái dàn mát của ngôi nhà gọi là dàn mát, cái dàn che mưa ra ngoài sân á. Chủ nhà cũng làm trai luôn. Bố trí thêm 4 cái cột trai bằng cái cột nhà ở phía trong. Tổng thể ngôi nhà là có 28 cái cột các bạn nha. Của ngôi nhà có 28 cái cột cộng với 4 cái cột ở ngoài hiên, cái chỗ cái gian che mưa này. Đó, cũng đều gỗ trai hết các bạn. Gỗ trai được chủ nhà làm là thành hình bát giác 8 cạnh. Vành 94, dài hơn 7 m. Chủ nhà bảo là 7m1. Đó. Gầm sàn đến cái xa thấp nhất ở trên kia là 3 m. Quá cao luôn ạ. Chủ nhà bảo ngày xưa là định làm xong để sau này làm cà phê cà pháo, nhưng mà lại sau đấy thôi. Đó. Ván thưng ở tường làm tỉ mỉ, ghép hai mặt các bác nhá. Phía trong cũng ghép, phía ngoài cũng ghép ngược lại, thấy chưa? Đấy. Sàn nhà làm đẹp tỉ mỉ như làm rui trồng. Ở trong em gọi là rui trồng, nó như kiểu là như cái trần vậy, như người ta làm bằng trần gỗ ấy, kiểu vậy. À, cột này, cột trái này các bác này, cột trái hình bát giác lục lăng. Đó. Còn ở các cái bức tường xung quanh ngôi nhà ấy, thì được chủ nhà cũng bắn gỗ trái nhá. Đó, làm các cái gỗ giả gạch đấy. Cái tường đấy là tường người ta xây tường bao các bác, xây tường bao xong bắn gỗ vào thì nhìn nó rất là hài hòa trong cái tổng thể của ngôi nhà. Đấy, ngôi nhà có 5 gian, cửa sổ nói chung tất cả mọi thứ đầy đủ ạ. Đó, cửa vách viếc làm đầy đủ, sàn xiếc. Báo cáo với các bác thì ngôi nhà này là hơn 90% là gỗ gỗ trai, còn các cái thanh xa này, các thanh hoành xa thì là gỗ khác, gỗ tàu với gỗ gỗ gì ạ, nhưng mà cũng là thuộc dạng ngon đỉnh. Đó, còn kế chân cột thì người ta kế có 10 phân bằng bê tông. Đó. Cửa kia thì bằng rổi nha các bạn nhé. Đây là cái phần dán lôi ra này. Bản sàn là rộng 45 phân, dày 4 phân. Ngôi nhà rất bề thế, nói chung là cũng to tớn nhất cái vùng này. Đó, phía bên này chủ nhà bố trí một cái cầu thang lên để đi qua cái sảnh, cái gian lồi này, xong mới vòng lên trên kia. Mời các bác cùng theo chân em nhé, đi lên trên nhà xem một vòng nhé. Do 5 tháng cho nên là nó cũng bạc cái sơn gỗ ở đây đi rồi. Đó, bên đây. Do hai ông bà chủ nhà thì còn có một cái nhà ở đối diện phía bên kia, thì chủ yếu là sinh hoạt ở cái nhà xây dưới kia. Thành ra cái tầng 2 phần trên sàn của ngôi nhà này là chủ nhà cũng bảo với em là bụi lắm, bởi vì là hai ông bà nhiều việc cho nên là không có thời gian để quét tước thường xuyên được. Không có thời gian để quét thường xuyên. Ngôi nhà rất là rộng các bác. Cái gian một gian là 2m6, gian tiếp theo là 3m2, hai gian giữa là 3m2, rồi đến một gian kia là 1m5, một gian tiếp theo nữa là 2m6 nhá. Còn bề rộng của ngôi nhà là
ngách là 1m2, ở giữa là 5m, ngách bên này 1m2 nữa, 7m4. Đó. Còn chiều rộng của cái mái che mưa ở ngoài là cũng 4m9, 5m. Đây là cái phần trên của ngôi nhà, từ cái sảnh, cái gian lôi đi vào đây. Đấy, các bạn kẻ truyền này, gỗ quá trời là gỗ luôn, đúng là nhà gỗ, nhà sàn này, bản sàn người ta cũng ghép gọi là ghép hai lớp các bạn đó, một lớp thế này, còn ở dưới người ta vẫn bắn lên như kiểu trần đây, mảnh mông gỗ luôn, bát ngát xa đưa, kẻ kiếc đàng hoàng, kẻ chuyên trục, chuyên trục đấy. Đây ngôi nhà có hai cái tổ ong ở đấy, em nghe người ta bảo là nhà mà có ong chuối phải quạt chứ chẳng làm tổ ở trong nhà là cổ lộc. Đây bọn ong nó bám ở trên sàn ốc kìa các bạn, cũng lộc thật. Nhà này có ba người con, thì một con út đang đi xuất khẩu lao động kiếm cũng được phết, cái con thứ hai thì cũng chuyển ra phố ở rồi, còn anh cả thì cũng chuyển ra làm quan chức ở ngoài huyện rồi. Đấy. Trên tầng 2 này thì chủ nhà bố trí một cái gian ở trong này như kiểu phòng ngủ, đó, còn lại là để ba cái gian còn lại là thông nhau nhá, để chủ nhà đặt rong các thứ ở đây. Đó. Còn cái lôi cái gian mép bên kia thì để làm cái sảnh như kiểu của chỗ vào cửa vào. Đấy, các bác xem một vòng hồ em vậy. Em không biết tả thế nào, vào cái nhà này nó quá trời là gỗ luôn. Gỗ. Nhà được khởi công năm 2009 và hoàn thành năm 2010. Đây có cái chữ trên này mà cái điện thoại của em nó cùi bắp quá. Chả rõ. Đây. 2010 năm Canh Dần nhá các bạn nhá, là hoàn thành nhá. Năm nay là 2011, yeah, nó cũng phải 11, 12 năm rồi. Mà trước khi người ta làm thì gỗ của nhà này cũng được chủ nhà chuẩn bị từ trước đó bao nhiêu lâu rồi, thì mới có thể là làm được cái ngôi nhà như thế này. Để mà gỗ tươi quá thì người ta chưa thể làm được, người ta phải để cho nó khô. Đây là phần ngoài nhà của ngôi nhà này. Chủ nhà xây tường bao đấy. Đó. Mặt trong thì người ta bắn gỗ giả gạch đấy. Ngôi nhà này thì ở cái huyện sát biên giới với Lào, cách Lào mấy chục cây nữa thôi. Từ đây lên cái xã mà sát Lào đấy là khoảng 15 cây nữa, 15 cây số nữa là đến cái xã giáp biên luôn. Đó. Gỗ ghiếc này, đúng là quả trời gỗ luôn các bác ạ. Thì các bác đã và đang xem cái kênh của em ấy, thì em sẽ cố gắng là ra video đều thường xuyên. Tuy nhiên thì cũng cuối năm, mong các bác thông cảm là có thể có những lúc em sẽ cũng thể up được video. Hai nữa là cái quá trình tìm nhà thì nếu mà đi bâng quơ thì nhiều lắm các bác, nhưng mà để tìm được cái nhà mà chủ nhà muốn bán ấy, để giới thiệu đến các bác, để các bác có đối tượng để tìm hiểu, để mà có ý định để mua, thì cũng phải chờ em có thời gian, chứ em cứ chạy theo cái số lượng là ra nhiều video rồi cuối cùng chẳng đâu vào đâu, thì cũng mất thời gian của em, mất thời gian của các bác đó. Thế nên là những cái video này là cũng nhân những cái dịp mà em đi công tác, đi cơ sở ấy, thì em ghé qua chủ nhà, con gái chủ nhà quen với em ấy, nhờ em vào xem đó. Cái ván mà em bảo đấy, cái ván ở ngay cái gian lôi đấy, 45 cm. Đây là cái phần mặt ngoài của cái ngôi nhà ở phía tầng dưới, là xây bao đây. Đó, xây tường bao, nhà người ta ở sát nhau các bạn. Đó, ngay hết cái tường của nhà này thì lại sang bên kia là nhà của họ, nhà của một người khác rồi. Đấy thì em mời các bác xem một lượt cái nhà như vậy. Bác có bình luận, có nhận xét gì hoặc là muốn thông tin tiếp theo như thế nào thì có thể để lại bình luận ở dưới phần mô tả cho em nhé. Em rất cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo.
Em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Chúc các bác sức khỏe, bình an. À, có một điều em quên nói giá của ngôi nhà với các bác, không các bác lại phân vân không biết là cái giá của ngôi nhà này thế nào. Thì báo cáo với các bác là giá của chủ nhà mong muốn là khoảng 1.6 tỷ, 1.7 tỷ. Đó. Chủ nhà đang đưa ra cái giá khá hợp lý cho một căn nhà toàn gỗ trai. Vâng, các bác quan tâm muốn xin số điện thoại của chủ nhà để thương thảo thì trực tiếp liên hệ với em qua số điện thoại 0833281888. Em sẽ cho các bác số của chủ nhà để các bác có thể thương thảo, hoặc là các bác muốn tìm hiểu thêm một số cái thông tin. Đấy, thì bác nào có nhu cầu quan tâm các thứ thì liên hệ, em sẽ dẫn các bác lên xem tận nơi. Đây là nhà của một người bạn em quen. Vâng ạ. Em Nghĩa xin kính chào các bác.